sẽ là một đội hình gì tách đến từ Faze, nhưng mà dây kẹt bắn tốt quá. Headshot được Hunter, lợi thế người dành cho Faze Clan. Và bây giờ thì JKS anh ta vẫn còn sống. Tình huống đưa về 5v4, JKS chưa có thêm mạng nữa, nhưng Broky vãi cặp về quá kịp thời. 5v3, bây giờ cùng xem nào. Các thành viên G2 họ bị kẹt cứng trong bóng dài, nhưng Alexip có được một twist lên tiếng. Chỉ còn lại một mình vị trí Alexip thôi, người duy nhất có mạng, là người duy nhất sống sót. Và anh ấy đang bị đẩy ra ngoài khu vực bom site A. Liệu có cứu này không đây? Rất tiếc là không, thì kỹ năng cá nhân từng player của FaZe Clan là rất cao. 1-0 cho FaZe, họ đã tạm thời up ở round hiệu pistol này. Từng tham minh một nó dần giữ nhau, và vị trí JKS anh ta vẫn toàn mạng. Còn thông tin dành cho G2 Esports thì nó cũng có phần khá là phập phù. Flash phục vào trắng, Twist né được Flash nhưng không né được cái án tử của vị trí Alexip. Lắp vào, nhưng bây giờ tình huống đang là hơn người cho FaZe Clan rồi. Họ đang có cơ sở, và quả bom của G2 họ đang có ý đồ di chuyển. Nhưng Monezy, trời ơi, khẩu ốp này của Monezy rất tiếc với họ không chính xác. Nico nằm xuống, Monezy hy sinh. Hunter là player duy nhất của G2 còn sống trong pha này. Anh ta làm được cho mình cái double kill, nhưng quả bom thì vẫn đang rơi. Và FaZe Clan họ vẫn đang có lợi thế hơn trong tình huống này. Hunter liệu rằng thằng mình có chuẩn hay không đây? Bởi vì Karian chỉ cần một nhịp lắc ra từ B-Shot thôi, khả năng cao sẽ là người được bắn Hunter Free. Và đúng là như thế. Một khoảng thao mình rất chính xác của Karian. Cái điều mà tôi nó đang nghi ngờ nó sẽ xảy ra cho Hunter. Thì đúng thật, cái kịch bản xấu nhất họ đã dành cho Hunter rồi. Thì hãy nhìn xem thì JKS anh ta đã móc được khu vực lầu A. Thông tin trả về là có. Còn nếu JKS bắt được đi vị trí Nico nó sẽ là rất tuyệt vời. Nico đang ăn chay 0-6. Lần này thì G2 họ gặp khó rồi. Họ sẽ cần phải nhanh hơn. 40 giây, quả bom trên người Alexis đang cố gắng tràn vào B, nhưng anh ta gặp phải họng súng của Rob. 3v5, nó đã thành 2v5 rồi khi Hunter không còn sống. Monezy hy sinh, và Zach Z có lẽ cũng khó mà tránh khỏi cái số phận hầm hưu này. Đổi được cho mình một mạng, nhưng còn mạng nào nữa không đây? Câu trả lời là không. 6-0 dành cho FaZe Clan. Còn Rob đang bảo kê lên khu vực A-Apps để đề phòng cho vị trí của JKS có thể yên tâm bắn. Nhưng bây giờ Flash được phụ ra, JKS anh ta được bắn, và anh ta chỉ có một tôi Hunter làm đôi. Đây là cơ sở chiến thắng này cho G2 Esports trong round hiếu này. Đội hình của FaZe họ đang dần dần backup trở lại từ Connector, từ Jungle và từ cả City nữa. Karrigan muốn lao ra băng qua gọi Smoke. Broky đã bắn chết được vị trí của Jack. Lúc này thì ai đây? Nico đã ngã xuống rồi. 008 đến từ Nico, nhưng Monezy tỏa sáng kịp thời. Và đây là round hiếu chiến thắng đầu tiên cho G2 Esports trong tình huống bắn của Monezy. Nhưng vị trí của Jack có vẻ như cũng khá cẩn thận, đang đi chĩa súng vào đầy. Lửa đã trả vào, JKS lắc ra, JKS không làm được bất kỳ một mạng nào cả. Lợi thế người có dành cho vị trí của G2. Rob ở đây bắn rơi được người đặt bom, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ khác đang chờ đợi. Nico có double kill, không còn ăn chay nữa. Bắt đầu khó cho FaZe rồi. Karrigan bắt cặp trở lại, Karrigan có đôi, có ba cũng đây rất nhắc là không. Monezy đã dần dần tìm được nhịp chơi game của mình, nhưng vẫn còn đó là Broky. 1v1, Jack hiện tại đang có KD là 28. Còn Broky anh ta vẫn đang duy trì được phong độ tốt từ game hiếu đầu tiên cho tới giờ. Ốp đối đầu AK, và người chiến thắng là vị trí của Jack. 27 bắn thẳng vào đầu của Broky. Karrigan đẩy mid và không hề biết rằng ở khu vực sót có người, và đó là một mạng cho AlexCB. Karrigan chết giữa lòng mid thôi. Rob đổi mạng AlexCB thành công. Còn đây là một tình huống mà Twist đã nhìn ra một chút người của Jack. Nhưng JKS ở trong side làm cho mình cái double kill. Monezy kết thúc JKS. Rob thì có một tình huống bắn qua ai, dứt điểm được Jack thôi, và chỉ còn Monezy người còn sống thôi. 1v3, Monezy đang rơi vào cái thế khó. Monezy có chút lượng của Twist, nhưng mà có lừa trả vào. Và đúng thật là 9. Chiến thắng dành cho FaZe rồi. Cực kỳ bất ngờ đến từ Karrigan. Một cái phong độ online rất tốt, và Jack cái thăm mình tốt, dạt ra dứt điểm Karrigan rồi. Khi mà được người đội của mình boost lên một vị trí đứng rất khó chịu của Jack. Nhưng Broky, Broky bắn ship một viên ốp đây đáng tiếc. Nhưng có phải kể đến đó là tình huống mà AlexCB đã chủ động nhảy. Ở đây thì Rob vẫn chưa thể có cho mình bất kỳ cái mạng nào cả. Người đi chuyển cũng đánh cả, và thậm chí có một quả smoke trả vào che đi cái tầm nhìn của Rob rồi. Rob ngó ra thôi, Rob sẽ người lập trần. Chúng ta cùng xem Rob nào. Rob vẫn bắt được Jack, nhưng trước đó Jack đã kịp cho mình có làm đôi khi kết thúc được cái tên JKS. Bom khả năng cao sẽ được đặt thôi. Đây là hai khẩu ốp cùng spam vào, và rất nhiều áp lực tạo ra dành cho Monezy.
Lần này thì MOBMG cầm ngược lại. Ô, và Daisy phải chết hơn Tuyết rồi. Và chỉ còn double up trên người của Baroki cũng như của Rob thôi. 2v3 khó khăn cho Faye. Và Faye họ cũng không còn bom mìn gì cả. Hai khẩu ốp bị tách về. Tôi không đánh giá quá cao về sự cơ động. Monezy đấy đã đưa Rob xuống lỗ. Broky trong tình huống này thì tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn cũng xuống suối vàng gặp các cụ rồi. Đây rồi, lao lên nào, nhảy cùng Jin. Và người kết thúc Broky đó là vị trí của anh chàng Hunter. 4-10, kịch bản đẹp nhất với G2 là họ sẽ có thể lên cho mình nốt round tiếp theo. Để qua đó cũng thu hẹp được phần nào đó khoảng cách ở trong lượt chiếu first half này. Round đầu cuối này thì JKS đẩy lầu A và đã bắt thành công được Nico. Nico đang gặp khá nhiều vấn đề về skill cá nhân. Nhưng mà chúng ta thấy Nico đang chững lại con số 2 frag này đang rất lâu rồi. 2-15. Broky bắt được ZG. Và chỉ còn MonetG, AlexCB cùng với đó là Hunter thôi. Khó khăn, trông chất khó khăn được Gai Sport. 15 round đi đấu, chết đủ cả 15 lần. Ô! MonetG vừa bắt cái gì vậy? Còn Twist thì cũng đã vả một của Alexi thành công ạ. Một tình huống bắn rất ảo. Trong hư có ảo ư, nhưng Twist ở đây không để cho tình huống ảo thì nó có thể xảy ra một lần nữa thì phải. Monezy 1v4. JKS và Twist lúc này đã yếu máu rồi, một chút tiền đề. Ôi của Monezy 1v3. Chỉ tiêu nào liệu có bị Monezy phá vỡ không đây, nhưng thực sự đang rất khó. FaZe họ chỉ cần thi đấu chắc chắn là được. Không cần phải đi pick mạng làm gì cả. Quả bom đang trong tầm kiểm soát cơ mà. Bây giờ lắc ra thì đúng là chỉ có thể tạo cơ hội cho Monezy làm highlight thôi. Chúng ta cùng xem nào, 4 HP. 4 HP không có rồi. Karian là đứng ngay dưới under như thế. Và Karian là người chấm dứt cái giấc mơ của Monezy với một cái highlight. Và tỷ số 11-4 là tỷ số của lượt thi đấu first half này. 11-4 là tỷ số khá tâm linh. Ok, đạt chỉ tiêu rồi đó Nico ạ. Chơi game đi, Monezy ở đây đang phải gánh ngư. Hunter bắn được vào đầu của Broky nhưng không thể qua nổi họng súng của Twist. Lợi thế hơn người đang có trong vị trí của FaZe Clan. Rob đang spam rất nhiều và anh ta bị ăn những viên đạn trở lại từ khẩu USP của Jack. Không còn lợi thế hơn người nào dành cho vị trí của FaZe Clan nữa. Anh chàng Alex ship rồi. 1v2 trong bóng sải B, Carrigan với một khẩu USP có bắn được vào đầu của ai không đây? Câu trả lời tại vẫn là chưa. Nhưng Monezy đã nhìn thấy Twist. Và lần này JKS sẽ mang nhiệm vụ mang quả bom vào bom say A thì Monezy lúc này đã clear hoàn toàn B cho nên G2 rồi. Còn đó là tên JKS thôi và JKS nằm xuống bởi Jack. Đó là pistol dành cho G2 Sport và tỷ số tạm thời đang là 5-11. Nico với góc này thì Nico sẽ được bắn trước và Nico có chuẩn bị được một mạng. Dứt điểm được cái tên Karian trước khi nằm xuống bởi JKS. MonetG thì ở City thì đã chết chay. Hunter thì ở Codex thì làm gì đây? Trước mặt Hunter, ngay bên cạnh Hunter thôi, đó là cái tên JKS. LCB kết thúc JKS thôi, Hunter làm cho mình cái double kill. Và Twist đưa tình huống về là 1v2. Người sống sót cuối cùng của Faye đang còn đầy đủ 100 HP. Còn bên kia Guy Sport là hai thương binh hạng nặng. Đó là lợi thế dành cho Twist. Nhưng mà Alexip đang đi móc. Alexip đang đi móc và vị trí của Twist bây giờ nó sẽ là trở thành một khẩu súng nhưng phải chơi hai đường. Ram có người và Connector cũng có. Góc thi đấu này của Twist là góc thi đấu có lẽ là khả dĩ nhất rồi. Cùng xem là liệu Twist có thể xử lý không đây, khi trước đó thì quả nét được đáp vào và Twist cũng đã yếu còn lại 40 HP thôi. Không bên nào quá hơn bên nào cả và một tình huống di chuyển thông minh hoàn toàn được, nhưng có một cái khe rất bé. Alexis lộ ra và clutch 1v2 cho Twist. Gáy rất to và rất cảm xúc thôi. Đó là một tình huống cũng phải gọi là vô cùng kinh nghiệm. Monezy liệu rằng đã biết được khu vực lầu A clear chưa đây? Chắc chưa đâu. Nhưng Monezy vẫn đang chỉ làm tình huống kê lầu. Đẩy lầu luôn đến từ Monezy rồi. Nó sẽ sớm biết được khu vực lầu A clear thôi. Rách bắt tấn công được cái tên Karian. Ở đây Monezy có cho các bạn một Rocky. Dây kết đổi mạng thành công vị trí của Rách. Và có thêm lửa được bồi ra từ Faye lên cục pallet. Nico bách đắp về từ City và Nico không được chết trong tình huống này. Hiện tại thì vị trí của Nico đang là một vị trí trọng yếu của Guy Sport. Alexip lại móc đẹp ra khu vực Aram rồi. Và hiện tại như chúng ta thấy rằng thì FaZe Clan họ không một ai nhìn ra sau cả. Bây giờ đối G2 chỉ cần câu thêm sự chú ý từ khu vực City và Alexip móc tới nơi là đẹp. Đây rồi, nhìn ra sau, nhìn ra sau. Không nhìn ai, không một ai nghe đạo diễn nói cả. Và đó là chiến thắng dành cho vị trí của team G2 Esports.
Jack Z không hề có ý định một Jack Z hiện tại anh ta vẫn chưa đẩy lên. Và bây giờ Carrigan lộ vị trí, Monezy trong sai cũng biết rằng công việc của mình tiếp theo sẽ phải làm gì. Thời gian không còn nhiều nữa, Monezy cần phải thi đấu tốt. Khi mà FaZe Clan lúc này họ không còn smoke, họ không còn gì cả. Monezy một tình huống mà trịch tham mình với cả vị trí của JKS. JKS biết Jack đứng ở khu chân lầu rồi nhưng Jack bắt tay to quá, Jack cố cho mình đó là hai cái mồm. Một pha đi tiểu tốt của Jack nhưng mà Rob với cả Twins mỗi người có mình được một mạng rồi. Đưa tình huống với IVS này, cặp đôi cô vác phải tỏa sáng tình huống này. Tham đang dần dần trôi đi, chỉ còn 8 giây thôi. 7 và Nico bắn ốp chết được người trên lầu là Rob. Twins có một, Twins đưa tình huống với là một vết một rồi. Sẽ là cuộc đối đầu giữa Nico với Twins. Và đó là một tình huống mà Nico đi xui. Cần như thế trong những pha xử lý không nên cục, bởi vì chỉ Nico chỉ cần câu tham thôi thì chiến thắng sẽ dành cho G2 Sport. Đó là một pha xử lý tốt của Nico. Tình huống chủ động quay mặt né flash đến từ chữ Alexi B luôn. Alexi B có cho mình cái mạng của Karian rồi. Băng qua số bóng chúng tôi không được đâu. Karian cần phải bình tĩnh lại. Let's go G2 liên tục là những câu nói mà các cổ động viên tại Spodek Arena đều lên. Và hiện tại thì G2 họ đang let's go thật sự. Họ đang tiến băng băng lên trên con đường để đưa trận đấu này về vạch xuất phát. Và FaZe Clan họ chững lại con số 14 cũng khá lâu rồi. Nào, còn lại Rope, còn lại JKS. Và tất cả những gì họ có đó là những khẩu súng lục kèm theo một niềm tin và hy vọng lớn lao. Ui, JKS ơi, một khẩu P250 vẫn làm cho mình được hai mạng. Và bây giờ cơ hội nó lại được thắp lên cho vị trí của FaZe. Nhặt được khẩu AK, nhưng bây giờ cần phải nhặt được quả bom này đã. Trong bom say A thì như chúng ta được thấy rằng đó là vị trí của Jack vẫn đang còn sống. Nico kê lại khu vực CT. Và khả dĩ nhất với góc nhìn X-ray này thì vào bom say B chỉ có duy nhất một mình vị trí Alexip thôi. Nhưng cái điều quan trọng nhất đấy là góc nhìn của chúng ta. Còn góc nhìn của các đúng rồi, đó là góc nhìn của chúng ta. Đương nhiên. Ôi, Nico bắn xịt hai viên ốp. Ui. Và Rob cố bị Alexip rồi. Bom say B đã clear. Trời ơi. 5 vết này và G2 Sport đang sắp đẩy cua lên đây rồi. Và đó là bạn cho JKS. Cái triple kill của JKS với khẩu P250. Nico rất khó để đoán người ở trên lầu. Và Rob là người dứt điểm với Nico. Có vẻ như là FaZe họ lại muốn làm một bài lên bom sai A rồi. Nhưng lần này quả bom nó sẽ lên từ connector chứ không phải là A-Lam hoặc là A-Lam nữa. Nico cần toàn bắn được 1-0, làm được 2. JKS ở đây đã bắt đầu tỏa sáng thôi. Jack Z ơi, Jack vẫn sống. Hunter sống 2v3. Overtime có đến thật hay không đây? Carrigan và Rob Z là hai player cuối cùng có sống sót. Và hiện player chuyển đi bóc, còn lại một mình Carrigan thôi. Bom rơi sâu. Overtime. Đó là overtime. Map 1 FaZe Clan comeback, map 2 G2 comeback. Không thể tin nổi. TJZ là người di chuyển của Middle, những cái tham minh chúng ta cùng xem quả sốc tan rồi. Mà Nico nhìn thấy Twist giạt ra rất chủ động. Và đó là một mạng cho Nico trước khi nằm xuống bên tên JKS. Rob là người đi lầu và người đi ram hiện tại. Người đang ở khu vực chân lầu hiện tại đang là vị trí của Jack. Jack phải xoay sở tốt. Một tình huống Jack đang bị quay và Jack nằm xuống bởi JKS rồi. 3v4 bất lợi cho Guy Sport. Ở đây thì Hunter đang cắt tham minh giạt qua smoke, chỉ đổi cho mình đó là một mạng thôi. Và Karian kết thúc Hunter ngay sau đó. Alexi B móc tới nơi nhưng Karian đang kê lại rồi. Và quá nhiều những round đấu mà FaZe Clan đã bị móc bởi Alexi B và Karian. Anh ấy hiểu cái điều này. Sự thì Alexi B trong map yếu này anh ấy phải gọi là thánh móc lốp mất. Liên tục móc. Có những round hiệu quả, có những round không tạo nên được gì đột biến. Nhưng bây giờ thì 1v2 Monezy có thể làm được. 600.000 đô la, đây là lúc để đồng tiền lên tiếng. 1v1 rồi. Và có ăn đón góc đây, rất tiếc là không. Tiếc quá, Carrigan vẫn còn sống và Carrigan player quá dày dặn kinh nghiệm. Và có một người đang đi underpass là vị trí của JKS và có ốp kê lại. Manizy tò mò là sẽ nằm và đúng là như thế. Người có mạng là Blocky, tràn bê luôn đến từ FaZe Clan. Có flash được bung ra nhưng LCB cũng tự trả ra cho mình một quả sớm bốc ở khu vực K. Nhưng Karian nhìn thấy cái chân của LCB rồi. Karian là người có cho mình cái mạng của LCB, bom xe B đã clear. Round tháng thứ 17 đang đến rất gần dành cho bên phía của FaZe Clan. Có liên tiếp những quả lừa cũng như những quả smoke được nhồi vào cú mắc kit này. Vanter đang bị quả lừa chặn chân. Bây giờ FaZe Clan mới đặt bom. Carrigan góc kê là quá đẹp. FaZe Clan chính xác là Hunter làm hai. Nhưng JKS đang móc ngay sau.
Dê két móc sau lưng, bắn sau lưng khó lắm. Ôi, ôi giời ơi, tóc ngang lưng vừa chừng anh bối, súng mạnh dài bối rồi lòng em. Dê két và Ropti nhau lên tiếng. Hunter còn lại một mình một ngựa thôi, một vết đai không làm gì được và nó là 17-15 cho FaZe Clan. Cũng ngang tầm với Rope thôi. Nhưng Hunter đang một tình huống di chuyển hay quá. Hunter đi vào được jungle rồi. Và Hunter có cho mình cái mạng của Twist. Đặt tầm quá tốt đến từ Hunter. Những siêu sao của G2Sport phải biết cách tỏa sáng ở những lúc mà team đang cần họ. Dây két đôi mạng Hunter ngay sau đấy rồi. Nico đang cầm cho mình đó là một khẩu Edgar và Nico nằm xuống với Brocky. Chỉ còn đó là Man-NG cũng như LCB thôi. Man-NG kịp đổi một. Hai vết ba khó khăn trong chất khó khăn cho G2Sport. Monezy đang có phong độ khá tốt nhưng flash trả vào, Monezy phải lùi về để bảo toàn tính mạng của mình. Bây giờ là lao lên. JKS không phải đối tượng ra đâu. Đây rồi, hai vết tai, cơ hội lên 17 là có. JKS sẽ là player rất quan trọng tình huống này. JKS không được phép chết. JKS mà chết mà Carrigan chưa có một góc thi đấu đẹp thì thực sự là khó lắm. Có quay dùng rằng ai sẽ là người kiên trì hơn và ai sẽ bắn tốt hơn đây. Monezy chắc chắn rồi, anh ta cũng sẽ muốn check vào góc thi đấu này. Một quả smoke được đem ra và đây rồi, JKS đã hy sinh. 17-18 sẽ đến rất gần. Ui! Vẫn còn. Carrion vẫn còn. Bắn kinh quá, quả đấy Carrion bắn quá kinh. Nhưng rất may mắn được gây, spot up bomb vẫn được đặt. 1v1, Alexibi là người chủ động hơn. Nhưng trích cọc quá tốt đến từ Carrion. Nhưng không có một vài clutch 1v2 thành công của Carrion rồi. Đó là Alexibi. Cổ nhân của chúng ta có một câu là quá tam thì ba bận. Bây giờ FaZe Clan họ không muốn phải mất đi cái cơ hội này lần nữa đâu. Rope Z có mạng, Rope Z cũng phải trả đi cho mình ấy. Ôi trời ơi, 2v3 rồi nhưng mạng cũng liên tiếp cho G2. Bây giờ còn lại Brokey và FaZe Clan, nhưng còn Brokey là còn cơ hội. Carrigan đã bắt chết được Monezy thành công. Brokey cần phải tỏa sáng. Nhưng quả bom quan trọng là G2 họ vẫn chưa lộ và họ đang muốn di chuyển về bom B. Ở đây thì sao, Carrion xây tốt. Nhưng Carrion cũng đang yếu 27 HP thôi. Và Carrion là người giành chiến thắng trong cuộc đối đầu LCB. Và chỉ còn thánh gánh sống lưng vàng của G2Sport trong thi đấu này. Hunter 37 frag là người đang còn sống. Một quả bom được đặt đẹp cho Hunter và thao mình tốt. Hunter bắt được Brokey rồi. 1v1 giữa Carrion và Hunter. Và đó là Hunter. Tỏa sáng rất đúng lúc đến từ Hunter. Mọi khi chúng ta đều thấy rằng Nico mới có tỏa sáng cơ. Nhưng map tiểu thứ hai này thì đó là cái tên Hunter. 39 frag. Một con số quá khủng khiếp đến từ Hunter. Rất chủ động đến từ Brokey. Nhưng Brokey nằm xuống bởi tên Nico. Như đây dây kết làm cho mình đoạn cái double kill. Rope làm đôi mạng. Và chỉ còn Monet gì. Tài năng trẻ của G2Esports, bản hợp đồng 600.000 đô cũng đã ngã xuống rồi. Chiến thắng tại trong FaZe Clan và cân bằng tỷ số 10. 20 đều. À 19 đều cho cả hai bên. Đều. Rất sorry các bạn, tập này thì cũng hơi lú. Ui. Đó là Hunter. Bây giờ thì Alexip anh ta sẽ cần đổi được ít nhất là từ 1 cho tới 2 mạng. Chỉ đổi được duy nhất một mạng từ vị trí của Hunter thôi. 3v4 lợi thế về người là có cho G2. Monezy tiếp tục gia tăng cái lợi thời thế đó lên. Và Twist nhìn thấy được một người đó trên vị trí của anh chàng Hunter. 2v3, 600.000 đô liệu có lên tiếng được trong tình huống này. Twist bị lửa dã vào. Nhưng mà hiện tại anh ấy vẫn có một góc để né được quả lửa. Nhưng bây giờ Jack cũng đã móc tới mông của FaZe Clan rồi. Brokey nhìn sang trái. Đây rồi, ôi. Nhìn sang trái không đẩy nữa. Nhìn trái. Đó là tiếng rách không đẩy đi, nữa. Không nhìn. Twist không nhìn ạ. Bắt được Nico vào cái double kill. Twist vẫn chỉ còn rách những người còn sống thôi. Rách một vết dài khó khăn cho rách thôi. Nhưng rách bắn chết được Brokey và Twist yếu lắm rồi. Twist chỉ còn đó là 5 HP. Và đội nào sẽ chạm con số 21 trước đây. Rách vẫn đang phải check và rách không đoán được là Twist đang đứng ở đâu. Và đang check rất nhiều đến từ vị trí của rách. 1v1. Nhưng Twist yếu lắm. Jack chỉ cần nhìn thấy là được. Oh, trời đất ơi. Sit the F down. Sit the F down. Hunter backup về tới nơi. Hunter thực sự đang là vận động viên cử tạo bên phía G2 Esports. Bật nhạc tập gym để chơi game sung hơn hay chưa đây. 3v.
1, 3 mét sai bóng sai à, Nico bắt chết đồng hợp rồi. Liên tục là bảo gục và chỉ còn là một vị trí của Twist thôi. Twist đã nằm xuống, vươn lên dẫn trước rồi, 23-21 cho G2. Bằng lửa luôn đến từ dây KS, một tình huống muốn tăng nhanh thì cũng bom xe nhưng mà Easy bắn được thông minh tốt quá, có chứng mạng dây KS rồi, Kaden làm đôi. In game leader của Faker đã tỏa sáng đúng lúc. Ở đây vẫn còn đó là Nico và đó là cái mạng dành cho vị trí của Kaden. Triple kill cho cá nhân Kaden. Một map thi đấu mà Kaden đang có phong độ quá tốt, đó là người dứt điểm Alex CB rồi. Một round đấu quá nhanh quá nguy hiểm của bên phía Faker. Họ tràn thẳng cùng bom xe à. Vợ đã có cho mình một chiến thắng. Góc thi đấu của Broky cũng đang là vô cùng đẹp đây rồi, chỉ chờ hiệu lệnh là vào thôi. Lên đấy đã lộ ra vị trí, JKS nằm xuống. Còn đó là Twist ở trong khu vực thủ ninja. Bốn vệ nằm, Broky bắn được vị trí của Jackset rồi. Cơ hội vẫn còn trong game thi đấu này. Mọi thứ cần phải được xử lý thật chuẩn chỉ. Broky ơi, nằm xuống rồi. Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân kiều. Nhưng vẫn còn đó vị trí Twist. Twist nằm rồi, cao đi gắn cũng lên tiếng. 25-24 cho FaZe quá căng thẳng. Hunter đã là người di chuyển độc lập ở middle thôi. Hunter đang check lại quả smoke này, Hunter bắt thành công được drop rồi. Một tình huống lắc tâm tốt của Hunter. Nhưng đây là flash bút ra trắng quá, nhưng Hunter không chết. Hunter không hề chết. Mặc dù Hunter ăn flash trắng rồi, sẽ là một quyết định là nhảy lầu luôn đến từ Guy Sport. Họ vẫn còn cho mình khẩu ốp của ManNZ đang đứng trên khu vực lầu A. Bom thì đang trên người vị trí của Nico, nhưng cần một quả smoke trả ra khu City thì bay ra quả bom này mới đạt được, khi Broky đã vác off về City rồi. Bây giờ quả bom sẽ được đặt đến từ vị trí của G2 Esports. 4 vs 4, lượng đồ đã không có quá nhiều. Carrigan chỉ làm được một mà thôi trước khi anh ta phải ngã xuống dưới hậu súng của Jack. Thậm chí bây giờ Hunter đang đi bait là rất sâu. Bắt đầu có những tình huống phải phòng thủ trở lại từ FaZe Clan. Các player của G2 bây giờ họ đang di chuyển và họ đang cố gắng, họ chủ động tìm kiếm luôn, chứ họ không hề bị động trong sai một chút nào cả. Nhưng mà coi chừng chủ động quá cũng phải làm điều không nên. Hunter có được cái đầu của Broky và Radio 25 đang đến rất gần với dị chu. 1v3 rồi, Twist 1v2. Nhưng thời gian này Twist làm được, nhưng thời gian đâu còn nữa đâu. Mà Monlegy cũng không để cho Twist lấy đi cái mạng của bản thân mình ạ. FaZe Clan họ vẫn đang có những cái suy tính của riêng mình, và lần này quả bom có vẻ như hướng về khu bóng sai B. Alex ship đẩy và anh ấy ngay lập tức nhìn thấy cho mình đó là cái chết. Trong bom sai B chỉ còn lại một mình vị trí của bác thợ săn với 50 mạng hạ gục, nhiều nhất dẫn đầu đoàn đua trên toàn bản đồ này. Monezy backup trở lại và bây giờ lao xuống. Hunter cộng thêm một mạng, cộng thêm hai mạng, ba mạng cho Hunter. Một mạng hôm nay không có một, một bên này, còn đó là 26 đều. Trời đất ơi, khủng khiếp quá. Một cái phong độ hủy diệt đến từ bác thợ săn, 53 frag rồi. Họ điều hai player ra khu vực ARAM và đều đang có góc kê rất cường. Thậm chí là muốn đẩy luôn người đi đâu là Jack, và anh ta thu lại được thành quả, đó là cái mạng của Rob. Ý đồ của FaZe đã lộ, họ đang nhảy nhót rất nhiều cuộc bị shot, và bây giờ Broky nằm xuống, Twist đi theo. Monezy trong bóng sải B, đầu súng này lộ hơi dài nhưng flick không trúng. Bây giờ thì không còn ai của G, chính xác là của FaZe Clan nữa. Matchpoint một lần nữa thuộc về G2 Esports. Có lẽ chúng ta đã có nhiều cơ sở hơn để tin tưởng là trận đấu map thứ hai này sẽ kết thúc tại đây. Và bây giờ Alex Sip còn hy sinh nữa. Bom sải B được trấn thủ bởi sống lưng vàng, nhà tài trợ kim cương cốt quái vương và là đại sứ thương hiệu toàn cầu của thương hiệu này. Đối phương đã nhảy xuống, flash trả ra là trắng, nhưng Hunter có vẻ như vẫn chưa lộ và không ai trách cho Hunter cả. Cái gì thế này? 2v2, bom chưa được đặt nhưng trên đầu anh ấy vẫn còn người, đó là Broky. Và overtime tiếp theo, trời đất ơi. Một round đấu mà FaZe đang chủ động chiếm mid từ khoảng thời gian ban đầu, nhưng mà động thái trả lại từ Guy Esports cũng đang muốn đẩy ra, đó là hai player. Broky bắt thành công được Hunter, Bishop và Nico đổi mạng được Twist rồi. Jacket đang là người di chuyển khu vực underpass và Jacket bắt thành công được Nico trên khu vực, đó là Connect. Tạm thời lợi thế hơn người đang dành cho FaZe Clan. Bom sai A của G2 lúc này chỉ còn lại duy nhất một người, đó là Jack. Và Jack anh ta vẫn còn sống, anh ta rất hiền ngang. JKS cũng bắt Alexip không đây, câu trả lời là không, mà Alexip là người bắt ngược lại JKS. Còn lại hai player đến từ vị trí của FaZe thôi.
Còn G2 Esports họ sẽ có lợi thế hơn người trong tình huống này. Kê khẩu ốp này, và nếu như Monezy chỉ cần dịch chuyển một chút thôi thì hoàn toàn có thể sẽ có người ngã xuống. Và bây giờ chắc là người phải hy sinh. 2v2. Nhưng mà Easy cần thằng mình tốt giạt ra, bắt thành công được Karian rồi. Chỉ còn mình Brocky đang là người còn sống bên phía Faker Land. Và Brocky thì đang đứng ở trên khu vực Palace. Bên phía của GI Esports thì Monezy vẫn còn cho mình đó là một quả smoke nữa. Một quả nết trả ra chính xác. AlexCB đã cầu yếu được Brocky và thêm một quả flash búp ra nữa. Vị trí của Brocky đã bị lộ. Brocky vẫn có cho mình cái mạng của AlexCB. Ở đây thì Manit quyết định là trèo lên và sẽ một tiếng cương luôn. Và đó là tiếng cương đã thành công 1v2 đến từ Brocky với cầu ốp trên tay. Những tình huống bắn ốp quá tin đến từ Brocky. Brocky cũng đã bắn đúng là 45 mạng rồi. Và thật ra bây giờ nói về mạng nó cũng đâu quá quan trọng nữa đâu. Liên tục tình huống bắt nhau nhanh như điện xẹt. Và Hunter là người có mạng của Rob Hunter làm đôi. Làm ba nữa hay không để Hunter ơi. Ba mạng rồi anh đã chặn được mình con số 60. Nhưng Twist đặt ra nhanh quá. Và bây giờ đội hình G2 bay màu hoàn toàn trong một nốt nhạc. Một quyết định áp sát khu vực làm gần đến từ GI Esports. Và Rob bắt được danh gì. Và Twist có mình mang của Nico. Đưa tình huống về 5v3. Mid vẫn đang có người, đó là vị trí Brocky. Và màn SG hở lưng rồi và nằm xuống Brocky. Đó là cái double kill cho Brocky. Và chỉ còn người còn sống duy nhất bên phía GI Esports là cái tên AlexCB. 1v5 với khẩu MP9 no op này cho anh ấy. AlexCB tầm này phải 3 đầu 6 tay thì tôi mới tin là anh ấy có thể clutch được. Bắt được rope ở khu middle. Biết rằng có mid có người nữa. Và AlexCB có còn phải búp ra quá tin tay. Dứt điểm được Twist rồi. Lợi thế hơn người dành cho GI Esports. Faker Land họ đánh mất cái lợi thế của mình quá nhanh. Thông tin sẽ được báo về và Faker Land họ cũng sẽ có được cái tình huống để xử lý trong pha thi đấu này. Bắt đầu lỗi đồ di chuyển rồi nhưng Brocky anh ta không làm được gì thêm. Karrigan làm đôi. 2v2 vẫn có thể làm được quả bom đạn rồi nhưng nó nhặt lại rồi. Karrigan không được. Trời đất ơi, chỉ còn lại JKS móc một mạch từ Aram về lầu B. Nhưng đối phương bây giờ thì AlexCB, Monezy đều đã yếu. Cơ hội là có. JKS liệu sẽ check được vào vị trí của ai trước đây? Monezy là người gần nhất và Monezy vẫn chưa lộ đây rồi. Đó là cái đầu của Monezy. Cơ hội kết thúc là đây. AlexCB di chuyển thêm một tí nữa thôi là vị trí JKS anh ta sẽ có cơ hội trong tình huống này. Lộ tiếng gỡ fake một nhịp nhưng vẫn rất bình tĩnh đến từ AlexCB. Và đây rồi, gỡ một thời gian, đó là kịp, đó là kịp các bạn ạ. Và đó là chiến thắng rất xứng đáng dành cho Faker Land. Họ đã trải qua đến tận 5 cái overtime mới có thể dứt điểm được Panther thứ hai này.